bây giờ mình tới mấy cái chậu. Cái này mấy chậu mới vàng nha mấy anh chị. Good morning mọi người, thì đây là section the pot. So this is for selling pot. This time usually I have no kind of thing. This is all for Thanksgiving sale. For this one, I buy it for people who are collecting Echeveria variegated crestus. We'll have to use the pot for easy to carry. Đợt này em về mấy cái loại chậu này dành cho những cô chú anh chị nào chơi sen đá Echeveria và những sen đá variegated ha. Thì mình sẽ sử dụng những cái loại chậu này rất nhiều tại vì nó rất là gọn nhẹ và nó hợp. Nó rất là hợp để mà chơi những cái cây Echeveria hoặc những sen đá mà nó có ba ha. Thì những cái loại này rất là tốt cho nó dễ thoát nước á. Chất men của nó là toàn là đồ gì ta? Đất sét á. Cho nên nó thấm nước và nó thoát nước rất là tốt. Cây rất là dễ mọc rễ ha, mà cái màu sắc của nó cũng đa dạng, mình để nguyên một dọc sẽ rất là đẹp ha, mà nó rất là nhẹ nhàng, mình bưng tới bưng luôn ha. Thì sẽ trong mùa thanh niên này thì các cô chú anh chị sẽ collect rất là nhiều cây để mà chinh cho dịp thanh niên Tết và Christmas á. Thì tôi đang sell cái này xuống cho cô chú anh chị là 12 đồng nha. Bình thường giá của nó là 15 đồng nha, nhưng mà Ngân trong cái section này Ngân sẽ sell cho cô chú anh chị là 12 đồng hết luôn nha. Cô chú anh chị lựa thích lựa cái mẫu nào thì lựa ha, 12. Nhưng mà có một số mẫu đặc biệt giá sâu ha. Đây là tất cả những cái mẫu của con có về ngày hôm nay. $12 each. Same price hả? 12 mà. $12. Ờ. $12 each cho mọi người. Ok, the same price. Dạ. Cái dưới này cũng vậy luôn phải không? Có rất là nhiều mẫu nha. Mấy, còn mấy cái này. Cái mẫu này là dành cho một số khách special order để mà chưng cho những cái cây cái này là hình đá núi lửa nha. Rất là thoát nước rất là tốt, thích hợp cho chưng những cái cây phát tịch hoặc là cây sen đá sỏi đó, hoặc là sen đá me hoặc là sen tức bị thơ cho bên kia đời xa. Thì khách request cho nên là lấy hàng về cho khách nha. Số lượng có hẹn thì một cái loại này thì bán 25 đồng cục, cứ 25 đồng cục $25 each. Đá này là đá núi lửa cho mọi người, thoát nước rất là tốt và rất là nhẹ nha mọi người. Cô chú dễ khinh lắm. Biết quan ở nè, rất là dễ khinh nha và thoát nước rất là tốt nha lava. Mọi người red lava rock red nha mọi người đó. Ai mà thích natural tự nhiên, chân cây tự nhiên thì mình sẽ sử dụng cái red lava rock này ha. Cái này là hàng đợt cũ của năm ngoái còn sót lại đó. Nhưng mà có thể order, một lần order về cho cô chú chịu xài cũng được ha. Còn mấy cái chậu này thì 12 đồng luôn, còn giá như cái ở trên $12 each. Có rất là nhiều mẫu và những cái chậu nào mà nó bớt trong cái section này thì là con bớt rồi, con sẽ bớt cho cô chú ra con vài cái. Còn những cái bên đây là mấy cái này là 12 hết nha. Những cái mẫu này rất là dễ thương nè cô chú. Bỏ hà hoa phi hồng đẹp lắm. Mấy cái mẫu này là bỏ hà hoa phi hồng đẹp lắm nha mọi người. Còn mấy cái mẫu này thì là 20 đồng. Cái này của đàn hàng hay vô đại xuống đây cô quay cho. Nó cầm vô đưa đưa ra ngoài thấy được. Thấy rồi trời. Là chị đó. Là làm ra. Ok. Rồi giờ tới đi vô mé trong mấy cái chậu trong đây. No, cái này mắc không? Cái này 250. Cái đó thu hơn là 50, 250. Cái này 250, cái này 130. Ok. Very dày, very heavy. Cái này cũng mắc lắm. Đó nhiều. Cái này mắc. Cái này 200 đô. Cái đó thu hơn là đó. Cái này là hàng thiết kế có một tải thôi. Very heavy. Còn cái này. Cái này thì là 90. Đây thì đó. Ok, này. Cái này cùng vài mươi đồng, cái này nhiêu? Cái này thì 40 đồng, 40 đồng. Còn cái này thì là
30. Còn cái dạng này là 130. Cái bự, cái này rất là bự nha mọi người, 130 đồng nha. Cái hàng này là hàng tiếp quan quan ăn rồi thứ đi. Tiếp quan nay đi đâu? Nay hàng tiếp quan nay đi đâu rồi? Mấy cái hàng này là mỗi một mẫu chỉ có một cái thôi ha. Cái thứ hai ha. Cái hàng này là 70 đô la. Này ở đây cũng có mà 90 đồng nữa mà. Cái đó 90 chục. Là 90 đô la. Mỗi một mẫu là chỉ có một mẫu thôi, không có mẫu thứ hai ha. Ok. Không quá cho chị chè mang ấp một. Hả? Trời ơi, sao hồi nãy không nói cho đem lại. Cho chị Hương đi chè cho bán khỏe hết rồi. Trời ơi. Nè, cái này 90 luôn. Thử không? Cho chị Hương đi chè ăn luôn. Bởi vậy đó. Chè Thái ngon lắm, ở nhà toàn mà nãy không chịu gọi kho Hà Nội. Trời ơi, nó nhà ngon. Nhà toàn nhiều quá. Ngon gì mà nó ngon. Chịu gọi kho để chị đem lại cho bả đâu biết. Nó ngon ăn luôn. Là... ăn luôn, nó ham luôn. Lắm. Nhỏ này nó ham ăn. Đồ chị. Đó, đó. Người đẹp này đem chè tới mà. Dạ. Để dạ. Nó ăn, dạ. Hết luôn đó. Ngân ngày ham ăn quá chừng nữa. Mấy anh mấy chị tới đây ủng hộ cho Ngân nha. Phải công nhận Angel nấu ăn ngon lắm mọi người. À. Ngon luôn á. Bả làm sườn nướng ngon lắm mọi người. Chè Thái ngon lắm luôn á. Hồi nãy em không gọi chị múc cho chị Hương. Bộ không mất tiêu uống phần của mình luôn. Trời ơi, cho 2 ly. 2 ly bự cho bá luôn á, ăn hết luôn. Quá chừng luôn. Bả làm Ngân ơi là Ngân. Bả làm cơm thịt sườn ngon lắm. Em ăn một tô em. Dạ à, hả? Ăn em luôn 2 ly luôn. Chị ơi, em ăn cơm sườn nướng của chị, em ăn một tô, em ăn một tô nữa đó. Dạ. Dạ. Bu vô kìa, xe ta đi kìa. Giờ mấy chậu này nhiêu? Ồ, mấy chậu này mình bán City X nha mọi người. 60 đồng một cái, đồng giá hết nha. 60 hết nha, ai cũng được. Để đó đi, tôi quay cho. Đồ cái màu tươi đẹp quá. Màu vàng cũng ngầu đó. Mà cái chậu này cao lắm nha mọi người. Cao lắm nha, không có nhỏ nha. Rồi, cái này là 60 đồng một cái nha, $60 X. Bông mai nhỏ từng giờ chừng cái bông mai này mình tớt cái mình chưng khoét hoặc chưng chùm okay, còn dưới này thì cái mẫu này là 40 nha, 40 đồng hết không? No cái mẫu cái size này là size bự là 40, còn size nhỏ là 30. Ok, cái là big one $40 còn cái small one size mà nhỏ hơn chút là 30 đồng. 30 đồng $30 đợt này về có nhiều mẫu, nhiều bông design khác nhau lắm mà không có một, mỗi lần về không có một cái mẫu nào nó giống như cái mẫu nào hết á. Đó, cái bông này cũng mới đây nè, mọi người thấy cái bông không, không có cái bông nào mà nó giống bông nào hết. Cái như là cái chậu hình vuông á là 40 đồng. Cái nó bự cái hình tròn á, circle đó thì $30 là 30 đồng. 30 đồng. Cái hình square là 40 đồng. Trời ơi, coi cái mẫu nè, cưng chưa? Ok. Mấy cái này lên cây đẹp đó mọi người. Em bán lên được một chút về, em coi được 100 cái bán được. Rồi, ok chưa? Ok, bây giờ hôm nay mình về mẫu này đẹp. Bây giờ tới cái này, nó giá. Cái mẫu này đẹp. Cái này make in Japan đó mọi người nha. Cái loại này là mình đó. Mình có thể trưng lan được luôn nha. Mà trưng mai cũng được luôn ha. Cái này nhiêu tiền cái? Cái này Ngân bán là 30 đồng cả anh. Thớ đi đô là 30 đồng giá hả? Thớ đi đô là ít 30 đồng cái anh.
quay cái này chưa? Chưa, cái đó chưa đấu giá cái người này. Cái đó nhiều không? Ok, 300 đồng hết. Vậy giờ còn cái trong đây nè, mấy cái mà nãy đây, 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 đây. Mấy cái đó là cái loại đậu mì, cái đó để mà mình chân sỏi hay chân chân xanh cá me đó. Ha, mấy cái này thì mấy mẫu này thì là mấy nhá? 25 đồng. 25 x có bự lắm nha, không nhỏ nha mọi người nha. Cái này là size bự nha, một gang tay, hai gang tay. Ok, size bự 25 đồng x. Có đủ kiểu nha, 1, 2 rồi cái kiểu này nữa. Rồi ha, 25 đồng x nha. Ok, rồi tới bên ngoài vàng đây. Cái đó, mắc con nha. Cái này $40 x. Lượng tốt lắm, hôm bữa về cũng bán hết luôn rồi, đẹp lắm mà sò cũng xuống luôn, cái tay nó sò đã luôn á. Còn bên trong nữa nè, cái này thì dày hơn nha, very thick, very chắc vì dày lắm. Coi chưa, really pretty, very good quality, rất là good quality. So xong cái trong cái loại này luôn, có mấy cái loại này của đang hàng nè, hàng mà handmade nè, mấy cái loại này chứ coi gì mất tiền lắm mọi người. $40 cái nó có mẫu thuốc, nó chỉ có một cái chất lượng tốt lắm, vậy đánh bao nhiêu, cái này thì là $50, 50 đồng. Cái này cũng 50 nè. The same price $50. Cái này là mỗi thứ một cái không, thứ hai. Cái này thì 30. Cái này thì 30 hả? Cái này 30. Cái này 30. Cái có chân là 30, còn cái này là 25 nè. 25, 55 rồi. Còn cái này là 30 đồng. Nó đi đô là. Còn mấy cái này thì 12. $12. Còn cái loại màn hình chữ nhật cái nhau này là 15 nha. Cái này để press nha. Thì là 30 ha. Đó thì là lên theo vị luôn. Của đây là 100 phần ngàn luôn. Cái này là 30 đồng ha. Đó thì là thôi thì là luôn. Đó thì là the same price. Rồi còn cái này thì 12 hết nha, 12 hết. Sao đưa là 12. Cái này thì 25. Đó là 25 giờ nữa. Ờ. Ok, hết rồi thấy không? Ok rồi. Ô, còn 2 cái. Ok, đó, như đó ha, hôm nay mình về là như đó. Ok. Ngày mai có gì thêm nữa thì mình tính tiếp. I hope you enjoy. We have a lot of the black video I already show up. So how much is gonna be already for the American style white one ceramic? So I hope you follow up with us and have a good day. Thank you for watching and follow up with Lin Hương channel. We hope we will update you the next video what we have. Quên stop. Gắn vô cái cây á hả? Đây có mấy cái con chim để mà mình decorate ở trên mấy cái cây. New, it just come yesterday mọi người. Yeah. Mỗi con vậy mà tính ra thì bạn mua khoảng 2-3 đồng một con thôi. Ha. Rồi. Con này cũng dễ thương nè. Cái con nhỏ nè. Còn cái session, cái bát kịch này là có con baby và con ba, con má mì luôn. Đúng không? Một cái section dễ thương nè. Thấy không? Có con baby, con daddy nè. Daddy mập luôn. Con mommy màu orange. Con yellow này, con tiểu tam. Nói tầm bậy tầm bạ không. Hồi nãy mới nghe có cái chị nhắc Du rồi đó nha. Du nói tầm bậy tầm bạ không à.
cái này giá là chuyện bình thường. Non member là 12 đồng, 11 đồng 95. Member là 9 đồng 50 mấy. Ngân này bây giờ nó bậy bạ quá. Nói thực tế. Giữ tan gì hồi nãy. Thực tế. Cái này là thực tế mà. Đây là mấy cái nhỏ nhỏ hơn, còn đây là mấy con chim màu đỏ. Đây có mấy cái cánh bướm đó nè, mấy cánh bướm này cũng đẹp nữa nè. Mấy cánh bướm này ha là dùng để dán vô trong mấy cái chậu 3D đó mọi người. Ồ vậy á hả? Yes. Mấy cái cánh bướm là mình dán vô cái chậu 3D á, mình mua kem không? Super Blue á, ở Dollar One hoặc là ở Walmart á, mình dán vô. Mấy cái này nè. Đây. Là mua để dán vô cái cây hoặc là dán vô cái chậu á. Đẹp quá ha. Cái này là đủ màu luôn. Bướm đẹp quá trời. Đủ màu. Oh my god. Ở đây đủ màu. Đẹp quá ha chị Hiền. Nè, mấy chim này đẹp nè. Đúng rồi, cái này nguyên bộ bộ tộc. Cái đó đẹp mà. Đâu 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 đâu. Một big family luôn nè. Có ông bà ngoại, ông mình nội. Full family luôn. Có tiểu tam nữa. Mấy cái này dùng để dán vô mấy cái chậu nha mọi người. Giống như cái chậu mà nó bị nứt á, mình dán một con gì đó vô cho. Cái này già, cái này để chưng ở trên mấy cái cây đột biến cũng đẹp lắm. Giống như decorate thêm ở trên, giống như có mấy con bướm hay mấy con chim gì đậu trên mấy cái cành cây á, cũng đẹp lắm á. Yeah, đủ màu hết mọi người. Giá đây cũng rẻ chứ cũng không mắc lắm. Một hộp nó tới mấy con vậy? Một hộp nhiều con lắm. Cái cà phê 2, 4, 6, 8, 10, 12. Có 3 đồng con, 4 đồng con. Một hộp đó là 12 con. Ở đây thì bán một hộp. Con này mới đẹp. Cái này, cái này vậy. Còn mấy con chim này tròn nút nè, dễ thương. Mấy con này đủ màu luôn. Mấy con này dễ thương quá nè. Nó 15 đồng cho member. Đây có mấy con bướm lớn đây. Thương ha. Đây cũng có mấy cái. Có mấy con màu trắng. Đây này mấy cái mèo nè. Đây là mấy cái cỏ giả đó. Để mà mình decorate trong cái chậu bonsai mà ở dưới đó. Nhưng mà tưới nước được. Đây. Này là màu xanh. Còn đây là mấy cái màu khác. Giá cũng cũng rẻ chứ cũng không mắc lắm. Có đủ màu hết. Cái này để mà mình trang trí ở trên mấy cái cây bonsai của mình nha.
chắc chỉ chừng bằng giả thôi vô. Không, nhiều người có ý tưởng chân hàng bự, ổ nhầm bự. Đâu, cái giá không lẽ cái này có mấy chục đồng vậy? Tôi nghĩ không phải giá đó đâu. Nó đó hả? Sao rẻ vậy? Cái bạn tám chục đồng một cái hả? Very good view luôn. Để bỏ cây đó mọi người. Để cây chim. Để cây đó mọi người. Nhà mình mà có mấy chậu cracked á, và nhìn sang mọi người ha. Đây chúng ta cây giá như tình đáng. $162 non-member, member 129 cho một cái. Ồ, ba cái hả? Ồ, vậy mà Hưng tưởng là một ba cái nha. Coi như một cái set của nó.